thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của sắc giới chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của thanh hương vị xúc pháp giới chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của sắc giới hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của thanh hương vị xúc pháp giới rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thuộc sanh tử, thuộc niết bàn của sắc giới và cái danh thuộc sanh tử, thuộc niết bàn của thanh hương vị xúc pháp giới. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của sắc giới là đại bồ tát, chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát? thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của sắc giới chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của thanh hương vị xuất pháp giới chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của sắc giới hoặc tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của thanh hương vị xúc pháp giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của sắc giới và cái danh tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của thanh hương vị xuất pháp giới các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của sắc giới là đại bồ tát chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của thanh hương vị xuất pháp giới là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của sắc giới chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của thanh hương vị xúc pháp giới chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc khả đắc bất khả đắc của sắc giới hoặc khả đắc bất khả đắc của thanh hương vị xúc pháp giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh khả đắc bất khả đắc của sắc giới và cái danh khả đắc bất khả đắc của thanh hương vị xúc pháp giới các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của sắc giới là đại bồ tát chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát lại nữa thiện hiện ngươi quá nghĩa nào mà nói là chính cái danh nhãn thức giới chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chẳng phải là đại bồ tát cụ thọ thiện hiện bạch bạch thế tôn hoặc nhãn thức giới hoặc nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh nhãn thức giới và cái danh nhĩ tĩ thể thân ý thức giới các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh nhãn thức giới là đại bồ tát chính cái danh nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là đại bồ tát thiện hiện người lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của nhãn thức giới chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh thường hoặc vô thường của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc thường vô thường của nhãn thức giới hoặc thường vô thường của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh thường vô thường của nhãn thức giới và cái danh thường vô thường của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của nhãn thức giới là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thường hoặc vô thường của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của nhãn thức giới chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh lạc hoặc khổ của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới chẳng phải là Đại Bồ Tát? bạch thế tôn hoặc lạc khổ của nhãn thức giới hoặc lạc khổ của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có Vốn là có cái danh lạc khổ của nhãn thức giới và cái danh lạc khổ của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của nhãn thức giới là đại bồ tát chính cái danh lạc hoặc khổ của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của nhãn thức giới chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh ngã hoặc vô ngã của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc ngã vô ngã của nhãn thức giới hoặc ngã vô ngã của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có vốn là có cái danh ngã vô ngã của nhãn thức giới và cái danh ngã vô ngã của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của nhãn thức giới là đại bồ tát chính cái danh ngã hoặc vô ngã của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là đại bồ tát thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của nhãn thức giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới chẳng phải là Đại Bồ Tát bạch thế tôn hoặc tịnh bất tịnh của nhãn thức giới hoặc tịnh bất tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh tịnh bất tịnh của nhãn thức giới và cái danh tịnh bất tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của nhãn thức giới là đại bồ tát chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là đại bồ tát thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh không hoặc bất không của nhãn thức giới, chẳng phải là Đại Bồ Tát. Chính cái danh không hoặc bất không của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn hoặc không bất không của nhãn thức giới hoặc không bất không của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh không bất không của nhãn thức giới, và cái danh không bất không của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh không hoặc bất không của nhãn thức giới là đại bồ tát chính cái danh không hoặc bất không của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là đại bồ tát thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của nhãn thức giới chẳng phải là đại bồ tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới chẳng phải là đại bồ tát hoặc thế tôn hoặc hữu tướng vô tướng của nhãn thức giới hoặc hữu tướng vô tướng của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh hữu tướng vô tướng của nhãn thức giới và cái danh hữu tướng vô tướng của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của nhãn thức giới là đại bồ tát chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của nhãn thức giới chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc hữu nguyện vô nguyện của nhãn thức giới hoặc hữu nguyện vô nguyện của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới chốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh hữu nguyện vô nguyện của nhãn thức giới và cái danh hữu nguyện vô nguyện của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của nhãn thức giới là đại bồn tát chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của nhã thức giới chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của Nhãn thức giới hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới Rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của nhãn thức giới và cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của nhãn thức giới là đại bồ tát, chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là đại bồ tát thiện hiện. hiện Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của nhãn thức giới chẳng phải là Đại Bồ Tát. Chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn hoặc viễn ly bất viễn ly của nhãn thức giới, hoặc viễn ly bất viễn ly của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới. Chốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có hướng là có cái danh viễn ly bất viễn ly của nhãn thức giới và cái danh viễn ly bất viễn ly của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của nhãn thức giới là Đại Bồ Tát? Chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là Đại Bồ Tát? thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của nhãn thức giới chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc hữu vi vô vi của nhãn thức giới hoặc hữu vi vô vi của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh hữu vi vô vi của nhãn thức giới và cái danh hữu vi vô vi của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của nhãn thức giới là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là Đại Bồ Tát. Thiện hiện Người lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của nhãn thức giới chẳng phải là Đại Bồ Tát. Chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc hữu lậu vô lậu của nhãn thức giới, hoặc hữu lậu vô lậu của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Vốn là có cái danh hữu lậu vô lậu của nhãn thức giới và cái danh hữu lậu vô lậu của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của nhãn thức giới là đại bồ tát chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là đại bồ tát Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của Nhãn Thức Giới chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh sanh hoặc diệt của Nhĩ Tĩ Thể Thân Ý Thức Giới chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn hoặc sanh diệt của Nhãn Thức Giới hoặc sanh diệt của Nhĩ Tĩ Thể Thân Ý Thức Giới? Chốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh diệt của Nhãn Thức Giới và cái danh sanh diệt của Nhĩ Tĩ Thể Thân Ý Thức Giới. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh xanh hoặc diệt của nhãn thức giới là Đại Bồ Tát, chính cái danh xanh hoặc diệt của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là Đại Bồ Tát. Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của nhãn thức giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thiện hoặc phi thiện của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới chẳng phải là Đại Bồ Tát bạch thế tôn hoặc thiện phi thiện của nhãn thức giới hoặc thiện phi thiện của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh thiện phi thiện của nhãn thức giới và cái danh thiện phi thiện của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của nhãn thức giới là đại bồ tát Chính cái danh thiện hoặc phi thiện của nhi tĩ thiệt thân ý thức giới là Đại Bồ Tát. Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của nhãn thức giới chẳng phải là Đại Bồ Tát. Chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn hoặc hữu tội vô tội của nhãn thức giới hoặc hữu tội vô tội của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới. Chốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, vốn là có cái danh hữu tội vô tội của nhãn thức giới và cái danh hữu tội vô tội của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của nhãn thức giới là đại bồ tát chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của nhãn thức giới chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của nhi tỷ thể thân ý thức giới chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc hữu phiền não vô phiền não của nhãn thức giới hoặc hữu phiền não vô phiền não của nhi tỷ thể thân ý thức giới rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh hữu phiền não vô phiền não của nhãn thức giới và cái danh hữu phiền não vô phiền não của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của nhãn thức giới là đại bồ tát chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là đại bồ tát thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của nhãn thức giới, chẳng phải là Đại Bồ Tát. Chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của nhĩ tĩ Thể thân ý thức giới, chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc thế gian xuất thế gian của nhãn thức giới, hoặc thế gian xuất thế gian của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới. Chốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thế gian xuất thế gian của nhãn thức giới và cái danh thế gian xuất thế gian của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của nhãn thức giới là Đại Bồ Tát, chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là Đại Bồ Tát.